Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 7, bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Chuyện khoa học viễn tưởng. Trước khi bước vào bài học mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào hoạt động khởi động nhé. Các em hãy quan sát bốn bức tranh sau và cho cô biết đây là hiện tượng gì. Rất chính xác, đây chính là hiện tượng dì xét. Dì xét là hiện tượng sắt kết hợp với oxy dưới sự tác động của không khí ẩm hoặc nước tạo thành những lớp vảy màu đỏ, đỏ nâu hoặc nâu và dễ vỡ trên bề mặt sắt thép. Và để hiện tượng dì xét xuất hiện thì bao giờ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng, trong bài đọc ngày hôm nay mà chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu, có một viên trung sĩ đã chế tạo ra một chất có thể khiến cho sắt, thép, dỉ sét ngay lập tức và biến thành cho bụi. Vậy chất đó hoạt động như thế nào? Vì sao viên trung sĩ lại chế tạo ra một chất như vậy? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong văn bản mang tên Chất làm gì của nhà văn Ray Bradbury bây giờ chúng ta sẽ cùng đi hình thành tri thức mới nhé bài học của chúng ta sẽ gồm những phần như sau đó là ba phần tìm hiểu chung tìm hiểu chi tiết và tổng kết bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần thứ nhất đi tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm trước hết về tác giả ray bradbury các em hãy giúp cô tìm hiểu một số thông tin về ông qua câu hỏi tương tác sau nhé Về tác giả của văn bản Chất làm gì, chúng ta cần lưu ý một số thông tin như sau. Ông sinh năm 1920 và mất năm 2012 tại Mỹ. Ông là nhà văn chuyên sáng tác những tác phẩm khoa học viễn tưởng, bí ẩn và kinh dị. Tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu chung về tác phẩm Chất làm gì. Các em hãy cho cô biết, văn bản này thuộc thể loại gì? Nếu như văn bản Bạch Tuộc chúng ta tìm hiểu ở bài học hôm trước là một văn bản thuộc tiểu thuyết Hai vận dặm dưới đáy biển thì Chất làm gì lại là một chuyện ngắn khoa học viễn tưởng. Về bố cục thì văn bản này có bố cục hai phần. Phần một từ đầu đến tạm biệt đại tá và phần hai là phần còn lại. Phần thứ nhất thì có nội dung chính là cuộc nói chuyện của Trung sĩ với đại tá về Chất làm gì và phần thứ hai có nội dung chính là chất làm gì phát huy tác dụng. Các em đã đọc rất kỹ văn bản chất làm gì rồi đúng không nào? Vậy bây giờ các em hãy tiếp tục giúp cô đi tóm tắt văn bản này nhé. Chúng ta có thể tóm tắt văn bản chất làm gì như sau. Câu chuyện kể về việc một đại tá gọi cho viên trung sĩ đến để bàn về việc thuyên chuyển công tác cho anh ta nhưng trung sĩ không muốn điều đó và bày tỏ mong muốn về cuộc sống hòa bình và chất làm gì thứ có thể thực hiện mong ước đó do anh ta chế tạo ra đại tá ban đầu không tin và cho rằng anh ta có vấn đề về thần kinh cần được khám chữa rồi viên trung sĩ rời đi đại tá phát hiện ra sự thật về chất làm gì khi thấy chiếc bút của mình tan biến hắn ta lo sợ và ra lệnh cho linh gác giết anh trung sĩ qua phần tóm tắt này chúng ta có thể thấy được văn bản chất làm gì có cốt truyện thật hấp dẫn và chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ đúng không các em tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về văn bản này đầu tiên là bối cảnh và như thường lệ chúng ta sẽ tìm hiểu hai yếu tố của bối cảnh đó là không gian và thời gian vậy các em hãy cho cô biết bối cảnh về không gian của văn bản chất làm gì là gì. Rất chính xác, văn bản chất làm gì có bối cảnh như sau, đó chính là một doanh trại quân đội. Còn về thời gian thì thời gian trong văn bản chất làm gì tiếp tục thể hiện một trong những đặc trưng của chuyện khoa học viễn tưởng, đó là thời gian không xác định thời gian ở trong chất làm gì không được xác định một cách chính xác mà chúng ta chỉ biết rằng nó xảy ra trong một thời kỳ chiến tranh nào đó không cụ thể sau khi đã nắm được bối cảnh của bài đọc chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự kiện và tình huống vậy các em hãy cho cô biết bài đọc chất làm gì xoay quanh sự kiện nào sự kiện cơ bản của bài đọc chất làm gì đó chính là việc một viên trung sĩ muốn chấm dứt chiến tranh bằng cách sáng chế ra chất làm gì tất cả những sự việc khác xuất hiện trong bài đọc đều xoay quanh và khởi nguồn từ chính sự việc này nếu sự việc này không xảy ra thì chắc hẳn chúng ta sẽ không có câu chuyện chất làm gì đúng không các em vậy còn về tình huống thì tình huống chuyện của bài đọc này là gì chất làm gì có tình huống như sau đó là đại tá cho gọi viên trung sĩ đến doanh trại để trao đổi về việc thuyên chuyển công tác chính nhờ tình huống chuyện này mà đã kéo theo tất cả những sự việc bất ngờ và ly kỳ khác của bài đọc chính từ cuộc trao đổi này mà viên trung sĩ đã bày tỏ mong muốn về cuộc sống hòa bình trao đổi với đại tá về chất làm gì thế nhưng đại tá đã không tin và vì thế mà viên trùng sĩ mới kích hoạt chất làm gì đáng sợ ấy. Vậy là vừa rồi, các em đã cùng cô đi tìm hiểu chung cũng như đi tìm hiểu chi tiết về bối cảnh, sự kiện và tình huống của văn bản chất làm gì. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Trong video tiếp theo cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các nhân vật, đề tài, chủ đề và những chi tiết đặc sắc trong văn bản này nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.